Chào các bạn. Các bạn có biết hôm nay Tám chơi gì không các bạn? Tám chơi ô quan các bạn ơi. Không biết các bạn, không biết các bạn nào có biết chơi cái này không? Hồi nhỏ Tám chơi cái này nè, nhưng mà bây giờ Tám hơi quên. Bây giờ có bà Linh Trần á, bà nhớ chỉ cho Tám chơi. Bây giờ các bạn cùng chơi với Tám nha các bạn. Hello các bạn. Các bạn xin chúc các bạn đã chơi live với YouTube Tám Cấp Thơ. Bà lo bà nói chuyện ra nó chở tôi đi vòng vòng, nãy giờ tôi không tìm ra được cái sao bắt. Ở ngoài ha, nói chuyện làm cho nó thấy con mắt. Để ba lát nó bị béo không? Không, mới đầu em nói là cái này em nè. Cái gì ngon? Xin chào các bạn, rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh bà Tám Cam Thơ. Ủng hộ Tám bằng cách like and subscribe. Ê, bà đừng có giỡn tôi rồi đó, tôi có chơi nhưng mà tại tôi quên thôi. Tôi cũng không nhớ. Không nhớ đâu, không nhớ. Nhưng mà đang có một cái ban giám khảo là anh Lê Quang ngồi đằng này. Nhớ đâu, em gạo. Bây giờ anh phải nhìn nha, hồi nhỏ anh không có chơi cái này hả? Không. Kỳ vậy? Rồi anh lớn chơi em mà chơi đồ đánh lộn cái gì? Cái gì? Chơi bạo lực không mà. À, con gái mới chơi cái này, con trai nó đâu có chơi cái này. Rồi bây giờ vậy nè, 2, 4, 5, mỗi ô là 5 cục gạch. Mỗi ô là 5 cục gạch đúng không? Mỗi ô hai bên này á là một cục. Rồi bây giờ bắt đầu chơi làm sao? Thì bà muốn lấy ô nào đi trước, đi theo chị. Ai đi trước? Cho bà đi trước. Tôi tạo tính sầm đi. Chơi đàng hoàng, 1, 2, 3. Rồi tôi đi trước. Bây giờ tôi lấy một cái ô nào cũng được phải không? Của bà, bên này là của bà. Này đúng không? Nhìn cái vẻ nghi ngờ. Ủa, phải đúng không? Chờ anh. Chờ anh sao? Chờ anh lâu quá không chơi nó quên. Chờ bây giờ chơi chậm hồi nhớ lại. Rồi, chờ ăn một cái mặt. Như là ai ăn được nhiều là thắng. Ừ đúng. Rồi tới bà đi. Rồi xong tới ai, tới bà hả? Lâu quá không chơi. Rồi. Được đúng một thiệt. Cái lục chơi này, lục chơi làm sao? Đi đi. À là bà bị bí à, bà bị đứng không? Trời ơi. Giờ tụi nó không biết cái này, không ai nhớ này đâu. Đập ăn này. Ăn cái này là ngon lắm á. Không biết mình đi được chiều khác không ta. Quá trời đại. À ha, phải đếm coi. Đếm bao nhiêu cục để đi chứ. Phải biết tính nữa. Thì đếm bao nhiêu cục mình đi bao nhiêu ô thế. Nếu vậy dễ. Trời, sao bà đi hoài vậy? Thì nó có thì cứ đi. Có đi thôi. Chừng nào tới đây bí gì. Bí rồi. Rồi chắc bà bí rồi. Bạch ăn 4 cục. Đúng rồi đó. Rồi bà đi đi. Sao bà ăn gì mà khoan. Ủa tôi có. Ủa, tôi đâu lấy được của bà hả? Không. Tôi đi cái cục này lên đây tôi chặt tôi ăn cái này của bà được không? Được. Được. Giờ tôi chặt cũng thấy ghét. Chết cha mà ăn cái cục này. Ăn cái này luôn. Trời ơi. Rồi đây đây. Quang chứ ăn cục quang thôi. Ủa? Đứng. Chết. Ngô đứng. Đứng cậu. Có duyên tôi có quyền. Nhan. Á, bà ăn cái cục. Này phải giờ chơi mấy bàn để phân. Hai ba bốn
nhiều không của bà? Ê! Trời ơi! Bà bí rồi, bà còn có một cục này à, mà tới đây là bà bí rồi. Còn một cục này nha, hết cái này là dẹp á, rồi qua bàn khác á. Tôi sẽ đi đường này. Bà khôn. Đi đây đi. Đi đây là bà thắng. Mà xạo hả? À? Không, tôi đi cái này. À, tôi đi cái này, tôi ăn cái này. Bà đâu còn đường nào ai đi đâu. Rồi, đến thiệt bà. 1, 2, 3, 4. Tôi đi cái này là tôi đứng tới đây, tôi đứng rồi. 4 rồi tôi đứng. Bà đứng đây. Rồi xong hết. Kéo quân hết quan rồi. Hết quan rồi kéo quân về. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 18, 20, 24. À thua bà thua. Cái gì? Thua tôi một cục. Vậy là bán này bà thua. Ủa tôi thua bằng cục hả? Đó nếu chưa vậy là bán này bà thua nha. Khoan từ từ cho tôi coi. Trời ơi rõ ràng cục. Trời ơi, gì kỳ vậy, tôi ăn nhiều con bà mà tôi thua làm sao? Trời ơi, trời, các bạn. Bà Linh bà chân gian với tám đúng không các bạn? Bà này bán hết mình ta. Ờ, à, đúng rồi, tám thua một cục, thiệt luôn đó. Là bà thua đâu một không nha. Rồi, tôi thiếu bà một cục thôi, tôi thiếu bà không? Theo từng bán chứ. Tôi thiếu bà một cục. Nói xong rồi, trên mạng em bốt lên nó mới giải thích rồi. Ờ, các bạn, các bạn. Bây giờ tám không có rành lắm. Bây giờ các bạn nào biết chơi á, các bạn nào biết chơi thì phải cho tám biết là ăn thua như thế nào để lần sau tám chơi lại nha, tại lâu quá quên rồi không có nhớ như thế nào. Giờ bà thua đi trước đi. Tôi ăn bà 1-0 rồi nha. Vậy bà thiếu một cục là 1-0. Nhưng mà tôi thiếu bằng cục bữa lát nó dán sao tôi trả lại cho bà. Giờ tôi xào tôi ăn nữa. Rồi giờ đi thua đi trước đi. Rồi 1-0 rồi nha. Rồi bây giờ tôi đi trước phải không? Không. Chứ tôi cũng đâu có rảnh. Đâu nhớ mà. Nhớ làm sao? Thì bây giờ tôi ăn bà một ván rồi. Bà thua tôi một cục bà mượn tôi là mới đủ nha. Tôi nhớ hồi xưa mình bóc ngay chỗ nào mình đi mà nó mới thắng nè. Đúng rồi chơi từ từ nó mới nhớ. Bà thấy ai làm được. Mình chỉ cái bà. Sao á? Bạn này ơi, các bạn có nhớ cái cách chơi này không? Ừ. Ôi trời hết hồn. Rồi. Với bà đó. Chơi đại đi không bà là. Ừ chơi đại đi. Cái gì vậy ông nội? Trời ơi bà Linh bà dở quá, bà đi cái này là bà đã ăn được cái quan rồi nè các bạn. Bà không chịu ăn mà không đi. Chết mẹ. Dớ. Cái gì vậy bà? Cho tôi đứng hả? Nào giá này mình thua rồi. Bạn cho hết tiền. Trời ơi, tính nhỏ mình thiệt. Gì giá mà bà? Hai cục lắm. Cái gì nó phải rắc rối hơn chứ này, đơn giản vậy. Ờ, em nhớ có cái gì đó. Gì nữa rồi. Đâu còn gì nữa đâu. Ăn thua mình tính là mình để được mình ăn nhiều thôi. Tính để mình được ăn nhiều nữa. Ồ, ăn có 4 cục à, chán ghê. Rồi, bà đi. Tính phụ đi. Không biết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lâu quá, hết giờ. Tính chia cho nó dạ. Chia tò phong tỏa được dịch rồi đó. Vậy hả? Ừ. Hay vậy. Dẹp ở bệnh viện giả chiến nè. Trả lại máy thở cho chính phủ. Yeah. Rồi đứng. Thôi ăn 2 cục đỡ đi. Ăn. Trời ơi, đỡ hơn bà Linh chưa ăn được cục nào hết các bạn. Bà đi nếu mà bà đi hay bà đã ăn được 2 cục. 2 cục nhục. Thà luôn. Bà đi đi. Một là bà đi là bà hay là
bà đi dở là bà đứng. Bà đi hai bà ăn được hai cục. Tôi đứng tôi cho bà ăn qua. Chứ kỳ đó. Không, tôi ăn được ha. Cái này tôi ăn được hai ô luôn. 1 2 3 4 5 6 chập đây chập đây. Rồi tới bà. Kỳ vậy chứ bà đứng này là tôi trắng tay luôn á nha. Bà đúng rồi, tôi mà hết quen luôn rồi. Tôi hết quen tôi cũng đâu có đi được đâu. Tôi đứng luôn. Tôi cho bà đứng cái nữa rồi. Rồi tôi ăn quen, hai quen luôn. Hai đường. Tôi ăn hai đường luôn đây nè. Ăn cái này nè, tôi ăn quen này nè, tôi ăn quen này luôn nè. Chưa? Bà Linh bà đứng nữa các bạn ơi, bà Linh bà không ăn một quả thua trắng tay luôn các bạn ơi. Đường nào bà cũng đứng hết á. Mà đi đường nào cũng đứng hết á, một cái này Linh cũng đứng, cái này hai cũng đứng, này hai cũng đứng, cái này một cũng đứng. Ăn được quen, tôi ăn được quen này. Giờ bà đây đây. Tôi đứng rồi. Đây hai con đây mà đứng không gì biết chứ. Rồi, tôi đi đường nào tôi cũng đứng hết. Thì đi đi. Hết lựa chọn. Đó. Mà lên bà ăn đi. Ăn được như đó hả? À, thua tôi hả? Ăn cái này hết rồi, hết quen. Ủa quen hả? Ờ tính ăn bữa. Ôi vậy cứ ăn bài dáng này rồi đúng không các bạn? Chơi vậy đúng không? Đúng rồi. Trời ơi kỳ này là tôi ăn bà tới 5-10 cục luôn. Hồi nãy bà ăn tôi có 1 cục, bây giờ bà thúi rồi tôi 9 cục. Rồi tôi cho bà 20 cục bây giờ bà ăn. Trời ơi kỳ vậy. Bây giờ kết thúc cái clip này nha các bạn. Cái clip sau là tụi tôi chuẩn bị chơi banh đũa. Bây giờ lấy cái banh với cặp đũa ra đi rồi bọn sẽ có chơi nó không thì đâu bữa nào chơi tiếp, bữa nào để coi các bạn nói mình chơi làm sao để mình rút kinh nghiệm lần sau mình chơi tiếp. Đây nè các bạn. Banh đũa nè các bạn. Ok. Không có đũa ấy. Clip sau nha các bạn. Cái này phải thách đấu rồi. Thách đó, đấu bây giờ mình tập luyện trước để qua dịch giật rồi mình đi thách đấu với bà Chi Di. Hai đứa bà 7 và 8 sẽ chơi cái món này thi đua nha. Bây giờ nhá một chút nè. Ôi xưa lâu lâu cô trời xong. Ok rồi các bạn hãy đón xem clip sau chơi banh đũa của Tám nha. Bye bye.